Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đạo hàm cái cục này lên. Thì chúng ta đạo hàm của x mũ 3 chính là 3x bình phương. Đạo hàm của x bình phương đó chính là 2x. Còn chữ x là số 1. Còn trừ 1 là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Bây giờ chúng ta sẽ xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó chính là cái hệ số của chúng ta sẽ bằng 0. Thì chúng ta sẽ có 3m trừ 7 bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có m bằng số 7. Như vậy chúng ta sẽ thế số 7 này vào đây. Thì cái cục này bằng 0. Cái cục này bằng 0. Như vậy chúng ta chỉ còn lại trừ 14. Thì chúng ta biết trừ 14 á, là một cái hằng số. Cho nên trong trường hợp này nó nhỏ hơn 0, nghĩa là phương trình nghịch biến. Với mỗi giá trị x thuộc R khi m bằng số 7. Trường hợp thứ hai đó chính là hệ số của chúng ta sẽ nhỏ hơn 0. Tại vì đề nói là nghịch biến trên R, có nghĩa là nguyên cái cục giá trị này bắt buộc phải là số âm. Cho nên trường hợp 2, 3 nhân với lại m trừ 7 bắt buộc phải nhỏ hơn 0. Thì chúng ta tính ra m sẽ nhỏ hơn số 7. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm delta của cái phương trình y phải. Delta trong trường hợp này bắt buộc phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tại vì sao? Khi mà delta nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ không có cực trị, thì nó sẽ tạo thành một cái khoảng giá trị là âm luôn. Tại vì do hệ số của chúng ta đã đặt là số âm, cho nên nó sẽ âm nguyên cái cục đó. Khi mà delta bằng 0 á, thì nó sẽ là trừ 0 trừ, thì nó cũng thỏa mãn điều kiện này luôn. Cho nên chúng ta sẽ xét trường hợp này. B của chúng ta chính là 2m trừ 7 tất cả bình phương trừ cho 4 nhân với lại 3m trừ 7. Và chúng ta có C là trừ 2m nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thì bây giờ mọi người tách ra rút gọn lại cái cục này, mình ghi đáp án luôn nha. Thì chúng ta sẽ có cái cục bút phương trình như thế này. Chúng ta ngồi giải thì nó sẽ ra là như thế này. Như vậy mình sẽ kết hợp cái cục này với cái cục này, rồi kết hợp thêm cái cục này nữa. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 giá trị. Đáp án là số 7 nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.